Thế thằng Đức mới chơi cả em, mẹ nó dám chửi em thế sau này. Mẹ nó láo lắm ấy, nó không phải đồng mình em, nhiều xã mẹ này nó còn bức xúc lắm rồi. Thế nó còn liên quan đến em ở đây mà, bây giờ nó về trên huyện nó phải liên quan đến Hải nữa chứ. Đúng rồi, đương nhiên. Thế nhưng mà sao nó không vuốt mặt phải nảy mũi nhỉ? Thế nó mới địch, mẹ nó mới bực. Mẹ láo nhỉ, mẹ. Thế nào tao? Thế mà em đưa 5 triệu nó không ấy, nó không làm được. Thì mẹ nó lại thuê bọn khác về đo cơ. Nhưng bọn khác về đo là em lục tiền đo riêng. Mà riêng 5 triệu đấy mẹ nó cầm nó chưa làm cho em được. Tối hôm qua mới đưa lại cái hồ sơ sửa lại. Hồ sơ sửa lại. Thì mẹ nó nghĩ cay của thằng em còn đến cậu mà. Ít chủ đéo uy tín. Đéo đấm một trận. Hải đéo uy tín. Thế sao em không bảo thằng Phương ấy, bảo chị Vân Anh. À, Vân Anh, em Vân Anh nó bảo cho. Đấy, đội đấy thì em nói thật với anh, đội văn phòng đấy ai em cũng ok, cũng ok với em, nhưng riêng thằng này nó vô bẩn. Đức. Tôi em không làm gì về những cái việc em phải đi phải báo mấy đội kia. Nói chung là... Xác định thửa đất có liên quan, Nguyễn Đình Ngọc anh kiểm tra chưa để anh báo nhiều ký. Rồi. Anh ký rồi. Nói chung là thằng Đức này nó cho anh vẽ 4-5-6 cái đều. Anh biết. Anh vẫn cứ để im. Cứ để im cho mày vẽ đều, mày làm đều chán đi. Nhưng mày đang làm đều chán đi, mà thích thì tao chứ bố láo thích thì tao trị cho mày trận. Cho mày làm đều mà vẽ sai đi. Trình độ mày vẽ thế. Nói Hải anh đi. Bây giờ anh cứ cầm cái đấy xuống bảo vẽ theo sổ, chứ còn bây giờ bảo xác định mốc giới thì như hôm qua chị Trinh điện em bảo mẹ mốc giới thì phải ranh giới giữa đấy nó liên quan hai huyện phải sở nội vụ, chứ điện chính thằng đéo nó về vạch mốc giới được. Thế đây anh cứ vào đây căn cứ bản đồ từ 2005 ấy, nó đã như thế này rồi, bây giờ mày căn thì đéo là mày căn, đúng không? Chứ mẹ em làm cái thằng địa chính xã thì mẹ thấp nhất cấp nhà nước làm đéo dám ra cắm mốc ranh giới giữa hai huyện đấy được, đúng không? Mẹ đóng tiền thu bản đồ rồi, nhưng mà hoàn thiện hỏi bản đồ để bọn anh đóng thu phiếu rồi, tứ thu rồi. Đang kéo nó về làm xong thì bắt đầu lấy hẹn, đúng không em? Mẹ làm thôi, anh làm xong tất hai cái này xong đấy thì về cho em.